Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 với sự tham gia của hơn 90 vận động viên của 9 đội tuyển đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội thi thu hút sự tham gia của trên 90 vận động viên đến từ các xã thị trấn trong huyện. Các đội tuyển tham gia thi đấu hai nội dung, lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết với nội dung xoay quanh những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành, các đội thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm, các vận động viên đã hoàn thành tốt phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Sau khi học qua những kiến thức trên lý thuyết thì chúng em biết thêm được nhiều cách để phòng cháy chữa cháy trong gia đình và có thể tuyên truyền đến mọi người trong địa phương về việc phòng cháy chữa cháy cho địa phương, nhất là thời gian trong mùa cháy nổ như thời gian này. Qua hội thi này thì em cũng rút được kinh nghiệm là cái thời tiết nắng hạn này thì cũng tuyên truyền cho bà con về cái vấn đề mình đốt lửa hoặc là vấn đề điện và ga trong gia đình mình tắt và mình không sử dụng những vật dụng dễ gần như cháy nổ, nó sẽ dễ gây ảnh hưởng và phát cháy, nhất là cái thời tiết nắng nóng này. Hội thi là dịp để các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trao đổi học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi xã Dục Tượng, giải nhì cho đội xã Vĩnh Hòa Phú, giải ba thuộc về đội thi xã Minh Hòa. Ngoài ra còn trao giải khuyến khích cho hai đơn vị là xã Thạnh Lộc và Mông Thọ B.